Tử vi thứ 5, ngày 24 tháng 8 năm 2017 của 12 con giáp. Công việc của người tuổi Dậu khá thuận lợi trong ngày, có sự giúp sức của thiên ấn. Một thái độ lạc quan, tích cực, cầu tiến là yếu tố mang đến thành công cho bạn. Hãy luôn để ý, lắng nghe, để tâm tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức và khẳng định mình. Có một sự thật là bạn không bao giờ biết được khi nào bạn sẽ khám phá ra cơ hội đó có thể thay đổi sự nghiệp của bạn. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 24 tháng 8 năm 2017 điềm báo là ngày không tốt cho các mối quan hệ của người tuổi Tý khi có sự xuất hiện của Tỷ Kiên. Dù bạn đã đối tốt và rất thân thiện với những người xung quanh nhưng không tránh được một số người ghen tị và cố tình làm hại bạn. Tuy nhiên, nếu bạn rộng lòng tha thứ, không làm lớn chuyện lên thì sự cố này sẽ qua đi nhanh chóng như chưa từng xảy ra. Lại thêm tí mùi tương hại nên dù biết nổi nóng là không tốt nhưng trong những tình huống khó chịu nhưng bạn lại trở nên cực đoan, khó tính hơn thường ngày nên khiến cho đối phương cũng tức giận và xảy ra mâu thuẫn. Chuyện tình cảm do đó mà rất mẻ và cần nhiều thời gian mới có thể mong hàn gắn được. Bản mệnh rất khéo léo và giỏi giang trong việc đầu tư và kiếm tiền lẫn quản lý tài chính. Nhờ sự chăm chỉ và cần mẫn, bạn có được thu nhập khá ổn, còn biết tìm kiếm nguồn để mở rộng kinh tế cho mình. Lại nhờ có thủy khí vượng về đường tiền bạc nên có thể nói hôm nay bạn còn gặp được may mắn trong các vấn đề liên quan tới chuyện tiền bạc. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem bói tử vi cho biết, trong ngày thiên quan không tốt vì bạn dễ bị kích động, ngang ngược nên động đến việc gì cũng dễ sai sót, hỏng chuyện. Vì thế, bạn không nên có những quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Nếu có thể hãy đợi sang một ngày khác có điều kiện thuận lợi hơn. Ngoài ra, ngày 24 tháng 8 năm 2017 là ngày tam nương sát, là ngày xấu, khi khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Ngày hôm nay, người tuổi Sửu còn chịu tác động tiêu cực của hình hại, đặc quyền nên đôi lúc vì tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn xông lên phía trước nên không cần nhắc trước nhắc sau, vội vàng, dễ gặp trở ngại. Đây chính là lý do bạn rước họa vào thân, dễ bị cô lập vì cảm thấy không ai hiểu mình, khó có thể sẻ chia, tâm sự với bất cứ ai. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày nhưng bạn vẫn thường xuyên lơ là chúng. Nếu thường xuyên ăn sáng một cách qua loa, thất thường thì dù những bữa còn lại được chuẩn bị thật kỹ lưỡng đến đâu, bạn cũng không sở hữu một sức khỏe tốt. Nên chọn những món dễ ăn, dễ tiêu hóa, đừng tạo áp lực cho dạ dày khiến cho chúng làm việc quá nhiều và bạn lại càng dễ buồn ngủ hơn vào buổi sáng. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 15 giờ 17 giờ, màu sắc cát tường, nâu, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, thân. Tử vi tuổi Dần. Tử vi phương đông tiết lộ, hôm nay người tuổi Dần đối mặt với thương quan nên vì tính hiếu thắng, thiếu kiềm chế nên bạn có những lời ăn, tiếng nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Thậm chí có người còn bị giáng chức, đuổi việc, ai thi cử sẽ nhận được kết quả không như mong đợi. Gần đây, mọi người hay có thói quen ăn đồ chiên nướng với sự nở rộ của các quán đồ ăn kiểu Hàn, Nhật. Nhưng một lưu ý cho bạn rằng không chỉ gây ung thư phổi, các loại thịt chiên, nướng còn có mối liên hệ mật thiết với ung thư tuyến tụy và ung thư vú. Chất béo khi bị đốt sẽ sản sinh ra hydrocarbon đa vòng, nhân tố gây nên ung thư. Hạn chế tiêu thụ những loại đồ ăn nướng, rán sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Hôm nay, nếu bạn có dự định đi đâu thì nên chọn hướng hỷ thần, hướng đông nam hoặc hướng tài thần, hướng tây bắc, nhưng tuyệt đối không đi về hướng hắc thần, hướng tây bắc. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Hôm nay người tuổi Mão đón một ngày khá may mắn khi thực thần ghé thăm. Bạn có lộc về ăn uống, phúc lộc dồi dào, mọi người cứ cho rằng bạn gặp may mắn, nhưng thực tế đó là một quá trình bạn tích lũy cả về trải nghiệm lẫn nuôi dưỡng các mối quan hệ xung quanh mình. Hơn ai hết bạn biết rằng trên cuộc đời này không ai dễ dàng cho không ai bất cứ thứ gì. Nhiều tam hợp cục mang đến cho bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Nếu ai đang yêu sẽ có ngày trọn vẹn cùng người thương, thậm chí hôm nay cũng là ngày thuận lợi để bàn tính chuyện ra mắt gia đình hai bên hay cưới hỏi. Bạn nên học cách để trở nên khôn ngoan hơn về tiền bạc, vì tới cách chi tiêu của bạn như hiện nay thì bạn sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tài chính trong thời gian không xa. Một điều nữa bạn nên nhận ra đó chính là khi bạn biết tiết kiệm bằng cách gửi nó vào ngân hàng, bạn sẽ mắc sai lầm. Lãi suất của ngân hàng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi nhanh hơn tốc độ của lạm phát. Đây là một sự thật mà hầu như ai cũng biết, nhưng hầu như phần đông người nghèo dường như lại thích tiết kiệm tiền theo cách này. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, thân. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi ngày 24 tháng 8 năm 2017 cho thấy,
Hôm nay với sự xuất hiện của chính quan nên rất có lợi cho những ai theo đuổi con đường công danh. Kết quả này không tự nhiên mà xảy ra vì bạn vốn là người luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Tin rằng mình xứng đáng với vị trí nào đó và không ngừng nỗ lực cố gắng, bạn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng chỉ cần tin rằng mình làm được thì là dễ làm được. Thành công là điều mà ai cũng mong muốn nhưng không dễ dàng đạt được. Bạn không thể tạo được những thành công vượt bậc nếu như cứ sống trong vùng an toàn. Để đạt được thành công ấy, hãy không ngừng nỗ lực thử thách, coi thất bại là những trải nghiệm để phát triển bản thân. Từ đó, bạn sẽ phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn của chính mình. Dù trong ngày tứ hành xung hoàn toàn không tốt cho các mối quan hệ từ tình cảm gia đình, bạn bè cho tới người thương, dường như bạn cảm thấy bế tắc trong việc bày tỏ tình cảm của mình với mọi người nên nhiều khi mọi thứ tác động trái ngược trở lại. Từ đây, xảy ra những hiểu nhầm không đáng có khiến cho bạn vô cùng mệt mỏi, không có lối thoát. Trong ngày thổ ký vượng, bạn nên bận tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình và bản thân và gia đình vì chỉ cần một người ốm đã đủ kéo năng lượng, điều cực, mệt mỏi cho cả gia đình. Cố gắng duy trì sự hài hòa trong gia đình bằng những tiếng cười để giải tỏa mọi sự căng thẳng, phiền muội. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Dần. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi hàng ngày của người tuổi Tỵ cho thấy nhờ sự tương trợ của chính tài nên bạn sẽ ghi điểm với sếp vì sự chăm chỉ, chú ý đến từng chi tiết trong công việc. Bạn luôn nhắc nhở bản thân mình rằng bất cứ khi nào được giao một công việc thật nhỏ nhặt và chẳng đáng quan tâm, bạn vẫn làm tận lực như đang có người vẫn luôn quan sát và theo dõi mình vậy. Các mối quan hệ của người tuổi Tỵ khá lý tưởng trong ngày, có tam mọi cục nâng đỡ. Bạn biết rằng từ công việc cho đến cuộc sống, bạn chỉ có thể trở nên hữu ích hơn khi có sự nâng đỡ của mọi người. Đó là lý do bạn nên thường xuyên giao tiếp với người quản lý và đồng nghiệp, bạn bè và duy trì mối quan hệ khăng khít với họ. Ngoài ra, một lưu ý mà bản mệnh nên chú ý đó là trong ngày 24 tháng 8 năm 2017 là ngày tam vượng sát. Hôm nay là ngày xấu nên tránh việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà, còn các việc khác vẫn có thể tiến hành bình thường. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ hôm nay có nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp vì có Ngọ mùi hợp nhật nguyệt. Điều này khá dễ hiểu khi bạn là người coi trọng tình nghĩa, làm việc cũng có trước có sau, chu toàn nên không ai có thể trách mắng được, chê bai bạn bất cứ điều gì cả. Bạn sống chan hòa, luôn cư xử đẹp và xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả mọi người vì hiểu rằng biết đâu trong tương lai những mối quan hệ này lại có ích cho mình. Ngoài ra nhờ thiên tài nên bạn khá may mắn trong vấn đề liên quan tới tiền bạc, thậm chí có thể trúng thưởng hoặc nhận được khoản thừa kế mà bạn không bao giờ nghĩ tới. Tin vui này mang lại cho bạn sự phấn khích không ngừng trong công việc và tạo động lực để bạn đam mê, kiếm tiền nhiều hơn nữa, chứ không phải là muốn bỏ ngang tất cả để tận hưởng. Thói quen thức dậy muộn hoặc không ngủ đủ giấc sẽ không giúp cho bạn trở nên giỏi giang, chuyên nghiệp hơn. Thay vào đó, hãy đầu tư vào bản thân để giải tỏa căng thẳng. Ví dụ, thay đổi thói quen không tốt mỗi tối và mỗi sáng hoặc ưu tiên tập thể dục để tăng cường thể lực. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Bắc, phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc nên tiến hành công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể tác động đến thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Mùi. Nếu người tuổi Mùi làm việc như thế, đó là việc bạn phải làm, không nhiệt huyết, không đam mê, chắc chắn kết quả công việc sẽ không được như bạn mong muốn. Nhưng thực tế là bạn rất nỗ lực trong suốt thời gian qua, nên hôm nay, trong ngày của sự nâng đỡ của thiên quan, bạn được đền đáp xứng đáng khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch đã định sẵn. Trong giai đoạn đầu mới yêu, lúc này bạn hoàn toàn tin tưởng người ấy, anh ấy, cô ấy chính là người hợp nhất với bạn, rằng mối quan hệ của hai bạn là do định mệnh đã sắp đặt. Tuy nhiên, bạn nên chuẩn bị thêm tinh thần cho những thay đổi sắp tới khi đối phương không còn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng bạn như thuở ban đầu. Đừng phiền lòng vì lúc đó là giai đoạn hai người tìm hiểu và chấp nhận nhau, nếu vượt qua, bạn sẽ có một tình yêu đẹp và bền vững. Nếu một ngày của bạn trôi qua theo vòng tròn, làm việc, ăn và ngủ, bạn sẽ nhanh chóng bị kiệt sức. Tham gia một môn thể thao, đọc một cuốn sách hay, chơi với thú cưng có thể giúp cho bạn phá vỡ thói quen làm việc nhàm chán của mình, giảm căng thẳng và tăng hiệu suất làm việc. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, nâu, ánh kim, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dần. Tử vi tuổi Thân. Tử vi ngày 24 tháng 8 năm 2017 của người tuổi Thân khá vượng trên con đường công danh, nhất là những ai đang theo đuổi sự nghiệp và vị trí cao do có sự hỗ trợ của chính ấn. Thời gian vừa qua, bạn đã học được cách đứng lên trên sai lầm, bạn sẵn sàng đối mặt và quyết giải từng thất bại,
rút ra bài học và tiếp tục vươn lên. Nhờ đó mà bạn ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn trong cách suy nghĩ cũng như hành động. Bản mệnh tránh sự vội vã, lung tung, dễ làm hỏng việc. Thay vì chạy xung quanh khi bị căng thẳng, hãy sử dụng lịch hoặc sổ ghi chép để sắp xếp công việc cần ưu tiên của bạn một cách rõ ràng và dành thời gian để lắng nghe, giao tiếp trực tiếp với đồng nghiệp. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được thời gian và những gì đã thực hiện được. Ngũ hành tương sinh mang lại nhiều may mắn cho bạn về tình cảm. Bạn sẽ nhận được sự khác biệt khiến cho họ trở nên thu hút trong mắt bạn. Người đàn ông, phụ nữ đang ở trước mặt bạn không phải là người mà bạn tin tưởng, tưởng tượng ra, mà họ chính là người thực, là chính họ. Bạn chấp nhận con người họ và quan trọng hơn là hiểu rằng ai cũng có những thứ không hoàn hảo. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xám, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Mùi. Tử vi tuổi Dậu, công việc của người tuổi Dậu khá thuận lợi trong ngày, có sự giúp sức của thiên ấn. Một thái độ lạc quan, tích cực, cầu tiến là yếu tố mang đến thành công cho bạn. Hãy luôn để ý, lắng nghe và để tâm tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức và khẳng định mình. Có một sự thật là bạn không bao giờ biết được khi nào bạn sẽ khám phá ra cơ hội đó có thể thay đổi cả sự nghiệp của mình. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Tình duyên của bản mệnh khá hài hòa trong ngày ngũ hành tương sinh. Bạn đã học được cách vượt qua những bất đồng và tìm thấy sự kết nối sâu sắc, mạnh mẽ và lâu dài giữa hai người, thì bạn sẽ tin rằng khi hai bạn đồng tâm hiệp lực thì có thể chuyển hướng từ họa thành vận may. Bạn có biết rằng máy lạnh điều hòa chính là tác nhân gây cho cơ thể bạn thiếu nước? Với thói quen ngồi lâu trong phòng lạnh cộng với việc bạn lười uống nước sẽ khiến cho cổ họng bị khô, lâu ngày sẽ có cảm giác đau, rát họng và dẫn đến ung thư thanh quản. Vì thế, dù ngồi trong phòng lạnh nên tìm cách giữ ấm cơ thể và không quên thường xuyên đi lại lấy nước để vừa được vận động lại vừa bổ sung nước cho cơ thể. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất đón một ngày không được vui khi Mùi Tuất tương phá, nên dường như bạn có cảm tưởng rằng mọi xui xẻo liên tục đổ dồn vào bạn. Những tin dữ bạn có thể đối mặt đó chính là phá sản, lục bục đội bộ, anh chị em mâu thuẫn, cha mẹ con cái bất hòa. Tuy nhiên, ngày hôm nay có chính quan kéo dài nên bạn, những ai đang làm việc trong quan chức, theo đuổi chức vụ, học vị, thi cử lại khá thuận lợi. Không có gì phải lo lắng, căng thẳng vì mọi sự đã được sắp đặt. Tinh thần ung dung tự tại mà đón nhận mọi thứ đến với mình. Bụng của mỗi người như cái thùng rác của thời đại, hàng ngàn chất phụ gia trong thực phẩm, rau củ, quả, đẫm thuốc trừ sâu, tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước nặng nề. Vì thế, trong ngày thổ khí vượng không thuận lợi như thế này cho sức khỏe, bạn nên có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ thể không được ổn định. Ngay lúc này, bạn nên tìm cách giải độc cho cơ thể càng sớm càng tốt. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thân. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi ngày 24 tháng 8 năm 2017 cho thấy bạn sẽ gặp bất hòa với bạn bè, cấp dưới do có sự xuất hiện của kiếp tài. Ngoài ra, bạn đi đâu cũng phải cẩn thận, để ý nếu không có thể có kẻ trộm tiền do sự sơ suất của bạn. Hôm nay, người tuổi Hợi khá thuận lợi trong các mối quan hệ như có tam hợp cục nâng đỡ. Quan hệ rộng rãi là yếu tố quan trọng để dẫn đến sự thành công, đó không chỉ là những đồng nghiệp trong công sở mà còn hơn thế nữa. Bạn cần thiết lập cho mình những mối quan hệ chuyên nghiệp, mời đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa, tham gia các sự kiện, bữa tiệc sau giờ làm để mở rộng thêm các mối quan hệ khác. Những người thành công luôn tự quyết định số phận của mình, tìm kiếm và tạo nên những điều thú vị cho chính họ. Vậy, hãy cố gắng suy nghĩ về sự nghiệp của mình theo một cách khác, bạn sẽ tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp. Bạn đang tiêu tiền quá mức cho phép vì thường xuyên chưa hết tháng đã hết tiền. Bạn nên biết rằng, tiêu tiền theo cách nhìn của người nghèo là mua sắm, nhưng trong mắt người giàu, đó là đầu tư. Hiểu rõ khái niệm đầu tư, về cơ bản bạn mới có thể hiểu một cách đúng đắn như thế nào là tiêu tiền. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.